Chào anh em nhé. Thì hôm bữa em có đăng cái video là về cái thòng cước đơn này, thì em có thấy rất nhiều anh em quan tâm và anh em có hỏi chi tiết. Thì hôm nay em làm cái video này giới thiệu chi tiết về cái bộ thòng cước đơn chuyên đánh cuốc này của bên em nhé. Thì này có thể đánh được cả chặt nghịch, nhưng mà cái này là cái thòng chuyên cuốc. Anh em đánh chuyên cuốc là rất là tuyệt vời nha anh em nhé. Thì đây anh em trên video anh em đã thấy, nên là quay rất gần. Thì cái thòng này có đợt thì cước bên Thái nó về được là màu xanh, có đợt của nó là màu vàng. Đấy, màu vàng là vàng nõn chuối này. Và có đợt nó về được màu nâu. Đó. Đấy, còn có những đợt nó về được màu xanh nhạt, mà xanh nõn chuối hoặc là xanh màu như cái lá này này. Đấy. Thì tùy theo từng đợt cước nó về nhé. Tùy theo từng đợt cước nó về thì có những màu khác nhau, nên là anh em cái này thì em cũng không chọn được màu, tại vì bên kia họ về, bên Thái họ gửi về thì màu nào thì em biết là làm cho anh em màu đó. Nhưng mà cái những cái màu bên đấy về là toàn những cái màu ngụy trang nhé, ngụy trang rất là tốt thì họ mới gửi về bên này. Đấy, cái cước này này anh em nhìn sẽ cước này rất là mảnh nhá. Này là một bộ màu vàng này, em làm cho anh khách ở dưới Đồng Nai nhé. Đấy, cái thòng này anh em bên em sẽ không làm sẵn, tại vì làm không có kịp anh em. Cái này là tự tay em làm chứ không có phải là giao cho thợ làm nữa. Còn cái thòng đan kia thì em có thể giao cho thợ nữ làm, nhưng mà cái thòng đơn này này, thòng cước đơn này này là tự tay em làm cho anh em nhé. Thì cái sợi thòng này là một sợi. Đấy, sợi cước này là một sợi này. Đấy, em cột cái dây dù này. Dây dù cho anh em nhìn kỹ này. Đầu dây dù rất là mịn nhá. Đấy. Còn cái dây dù này là dây dù dù con ngựa nhá. Dù con ngựa, em xài bằng dù con ngựa. Ngựa đen á. Dù cực kỳ bền. Anh em nào có câu cá hay đi là hay làm bẫy rồi thì cũng biết đến cái dù con ngựa đen này nhá. Đấy, cực kỳ bền luôn nhé. Còn khoen bên em thì cái bộ thòng này em làm một khoen inox đúc nhé. Anh em nhìn này, khoen inox đúc nhé, rất là chắc chắn. Nói chung là anh em đánh cái này cũng đánh trồn được, nhưng mà con trồn nó rất là mạnh, nó sẽ cuốn vào gốc cây, nó sẽ không bền, không đảm bảo. Còn cái riêng anh em đánh cuốc thì em đảm bảo 100%, anh em đánh thoải mái. Dù cho dù con cuốc nó có cuốn vào gốc cây thì cho nữa thì cũng không bao giờ anh em sợ đứt và sợ sẩy nhé. Đấy, cái sợi dù này, sợi dù chống sẩy này này, lại bên em làm 4 cm nhá. Chặt nghịch là 3 cm, còn cuốc này là 4 cm, khoen này khoen inox đúc. Còn liên kết giữa cái sợi thòng và cái chân cắm này thì bên em quấn bằng đồng cho anh em nhé. Quấn bằng sợi đồng, hoặc là anh em nào có ưng quấn bằng sợi dù siêu bền ấy, em cũng quấn bằng sợi dù siêu bền cho anh em. Anh em nào không thích quấn đồng thì quấn bằng sợi dù siêu bền. Đây anh em. Sợi thòng tròn vo nhá. Đấy. Đây này. Cái đặc điểm của cái thòng này nó khác cái thòng đan là thòng đan khi anh em cầm tay rũ này này, nó sẽ bị rớt cái sợi thòng xuống. Khi anh em cắm vào trong bụi thì anh em lại phải lấy tay kéo cái sợi thòng lên. Đấy, cái đặc điểm của cái thòng đan là vậy. Nhưng mà cái thòng đơn của nó là ưu điểm của nó là cắm nó sẽ không bị rớt nhá, mà là cực kỳ nhạy. Cái dây thòng sẽ nhỏ hơn, sẽ tàng hình tốt hơn. Những con cuốc nó sẽ không đề phòng nữa. Nó đi qua là nó đi ọt một phát, chứ nó không có phải là né như kiểu mấy con cuốc khô nó sẽ né như sợi thòng đan nhá. Thòng đan bên em đang cung cấp là 330 một bộ thòng đan á. Thòng đan 4 á là 330 một bộ bao ship. Còn cái thòng đơn này á là em cũng báo giá luôn là 400.000 một bộ bao ship. Còn cái khung này thì bên em làm bằng thép AC nhá. Thép AC này là bộ này thì em làm cho anh khách đánh đa, nên là chân nó sẽ cao là có 26 thôi. Anh khách dưới Đồng Nai là đánh đa là chân cao 26. Còn cái thép khung này này, khung này là khung 3.8. Còn anh em đánh chuyên cuốc ấy, thì là cái khung này sẽ là 3.2 nhé. Cái khung 3.2 nó rất là nhỏ mà nó rất là cứng cáp, rất là phù hợp cho anh em đánh kinh tế. Xách bộ thòng đi rất là nhẹ, mà nó gọn nhẹ. Chân sẽ là cao 30, đánh cuốc thì chân cao 30. Còn này em làm chân cao 26 cho anh khách đánh đa. Đây là chân thì cao 26, mà đánh đa thì cần cái khung to, nên là em làm cái khung này là 3.8. Còn khung đánh cuốc ấy, là 3.2 nha anh em nhé. Anh em lấy bộ chuyên cuốc sẽ là 3.2. Có đợt cước nó sẽ là màu nâu đất, hoặc là màu xanh, hoặc là màu vàng nha anh em nhé. Thì cước đợt này là về màu vàng. Anh em nào có ưng cái mẫu này thì alo cho em. Thì cái cước nó không quan trọng cái màu đâu anh em, quan trọng là cái chất lượng của cước ấy. Cái cước này thì anh em đánh khi nó quấn mạnh á, quấn co chua rù, quấn vào gốc cây nó có biến dạng đi trong nữa, anh em kẹp cái miếng vải vào. Cái mũ ấy. Anh em kẹp kéo sợi thòng ra. Sợi thòng đấy anh em vuốt theo dọc theo cái sợi thòng, vuốt đi vuốt lại cho nó nóng lên. Vuốt thẳng cái sợi thòng ra, anh em lại cho vào như này. Là anh em cho vào dưỡng là hôm sau nó tự
tự đàn hồi về cái hình dạng tròn như ban đầu nhá anh em nhá. Đấy, cái sợi thòng này rất là bền. Em xài từ năm 2016 đến giờ. Thì ngày trước là cái cước này nhập rất là khó. Nhưng hiện nay cái cước này em nhập được số lượng rồi. Nên là em sẽ chia sẻ bán ra cho anh em xài. Ngày trước nhập là khó nên là em chỉ làm để chơi thôi. Tại vì nhập cước về bên đấy rất là khó. Bữa nay nhập cước này rất là em nhập về được số lượng rồi. Nên là em chia sẻ ra cho anh em xài. Một bộ như này là 400 ngàn bao ship nhá. Một bộ gồm 10 khung nha anh em nhá. 10 khung, mỗi khung 5 vòng. Đấy, có cái tay sách xinh này. Tay sách rất là xinh nhá. Đấy, tầm dưỡng cho anh em, em làm cho anh em cũng rất là đẹp. Đấy. Anh em cắm siêu tàng hình luôn nhá. Đấy. Đấy, cắm màu xanh này này. Đấy. Cái nó hai cái nó phản với nhau đấy là rất dễ nhìn. Nhưng mà khi anh em cắm vào đấy, siêu tàng hình luôn. Nó rất giống màu đất nha anh em nhá. Ok, một bộ là 10 khung, mỗi khung 5 vòng, tặng cho anh em 5 dây xoay cua. Thòng cước đơn này này, một bộ chuyên quốc là gồm 10 khung, mỗi khung 5 vòng. Khung thép 3 ly 2. Đấy, là 400 ngàn bao ship. Anh em có cần thì liên hệ theo cái số điện thoại em để trên video nhé. Em chèn trên video nhé. 400 ngàn bao ship tận nhà cho anh em luôn. Hàng tới nơi kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận ạ. Anh em nào có đặt thì alo cho em. Thì đặt là trong vòng 1 đến 2 ngày là có. Còn ship thì anh em tầm 3 khoảng 4 ngày là tới chỗ anh em. Ok, cảm ơn anh em đã coi video nhé.